Sáng ngày 16 tháng 11, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủy Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Canh Giang tổ chức khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Nguyễn Công Đáng, nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 6 xã Canh Giang. Dự buổi lễ có đồng chí Thượng tá Đoàn Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể xã Canh Giang. Ông Nguyễn Công Đáng là nạn nhân da cam có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh sống trong căn nhà cấp 4 chật hẹp bị dột nát xuống cấp trầm trọng. Vợ chồng ông tuổi cao, sức yếu, không có khả năng phát triển kinh tế, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông Đáng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp cùng với Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Lao động Thương binh Xã hội và cấp ủy chính quyền xã Canh Giang tiến hành rà soát, lập danh sách, đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Công Đáng. Sau thời gian hơn 5 tháng thi công, đến nay ngôi nhà tình nghĩa đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Ngôi nhà có tổng diện tích sử dụng là 80m² với tổng kinh phí xây dựng hơn 400 triệu đồng. Trong đó, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, thành phố hỗ trợ theo nghị quyết 22 là 80 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình cùng sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể và người thân hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu, công lao động, vật dụng sinh hoạt. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, lãnh đạo xã Canh Giang đã chúc mừng gia đình ông Đáng được ở trong căn nhà mới khang trang và mong muốn gia đình ông tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình dòng họ quê hương, đồng thời tích cực phát triển kinh tế để cải thiện đời sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Vui mừng, phấn khởi đón nhận căn nhà mới, ông Nguyễn Công Đáng đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với những tình cảm của lực lượng vũ trang huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Canh Giang đã quan tâm hỗ trợ xây dựng mới ngôi nhà được khang trang. Trong thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục quan tâm giáo dục dạy bảo con cháu về truyền thống cách mạng, đồng thời chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tại buổi lễ khánh thành và bàn giao nhà, các cấp ngành, địa phương đã tặng nhiều phần quà và vật dụng cần thiết cho gia đình ông Nguyễn Công Đáng. Đây là nguồn động viên to lớn để gia đình ông Đáng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Nguyễn Công Đáng là sự tri ân sâu sắc của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Thủy Nguyên đối với thế hệ đi trước, với người có công với cách mạng, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, thắm tình quân dân. Đồng thời, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của lực lượng vũ trang huyện hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng, 20 tháng 11 năm 1946, 20 tháng 11 năm 2021. Cuối buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo xã Kinh Giang, đại diện gia đình đã cắt băng khánh thành và tham quan ngôi nhà mới trên diện tích 80m².